Tứ Xuyên Hà Bình Vũ Hán mới qua. Không đi luôn đâu ơi. Không, thua đi ha. Thua đi vậy không lẽ trông đi hoài luôn. Không đi ra tiêu cũng còn ăn dễ nữa, tôi phải đi hậu. Sao nghĩ à? Lại cái này. Bạn này nữa ha. Đếm trước. Chà, còn không xong rồi bay. Tấn công mới được. Mình sẽ đòi tấn công mình hay nhảy hai người luôn giữa. Thua nữa tới đây chắc. Hai xong à. Quýnh ra lần sau khỏi chuyện đúng không? Ừ, quýnh là đâu sau này thấy anh lo tôi không chuyện nữa. Ờ, cũng không lên sỉ quý luôn liền nước anh cháu nghĩ là. À, mày nãy giờ mà ngồi nãy giờ khỏe rồi. Nãy giờ khỏe rồi phải không? À, nó là ngồi nãy giờ tôi khỏe rồi gì thua chú Diễm. Rồi bạn này nữa hai. Tạo can lại móc trụ mới che chắn lại bớt. Xong đủ mà cái dụng chốt thì hai con gỡ con này lên xe cũng được. Chứ mất bắt buộc luôn thì cờ phải dỡ ra chứ. Có thấy gì anh cũng lép rồi không suy nghĩ gì hết trơn là gan dữ vậy đó. Từ từ anh đẻo một hồi anh là mòn mỏi hết trơn hồi anh là trụ lũi mà anh không còn con gì cứng như cây củi không. Đâu, buông tay ra thua nữa là tới đây thua tình trạng. Rồi ông ca dùng cổ không là đây ông rung mẹ. Ô, tới đây cho nên thủ huê không? Không, đúng không? Thấy đường thua chưa? Xe thua là xe thấy đường thua. Rồi, thấy gì tới? Hay. Hay quá vậy bạn. Tại vì tôi mấy em này chạy hết xong. Đó bò heo tâm. Đó, giờ chắc bò chứ heo đâu. À. Heo da đâu có dày dữ vậy. Bò. Bò. Chạy xe tao làm đây là con đó mày coi kỹ thuật. Bởi nhưng mà em biết mày quyết không biết kỹ thuật đi bên này chạy xe chưa? À, làm pháo cái lòi ra lên thì ngồi dưới liền. Nè, giờ xe giờ có cứng cổ rồi, cổ gan liền cũng phải chạy. Dạ, nó tập luôn. Chứ mày đừng nóng mạng liền, nó gặp mày cái anh tí mà anh làm cái bụp vô cái mày làm liền. Thấy không? Nóng quá được. Mày gan sĩ lên đi đó. Bây giờ hỏi ý anh sao? Không, anh chị con đường đi ra, anh đi vô lúc Lê Thị Ngựa đó nè. Em tôi không? Đó hỏi anh không? Đây, em hỏi thăm thằng em bé nhỏ bên kia nữa nghe. Đó, thấy tôi không quýnh đâu. Nè, leo lên chỗ này gì nó ốp qua cái chạy nữa nó vừa. Giọt luôn. Ốp chừng có nhảy, ăn chốt luôn.
Không, chỗ nào tao đâu quý, giờ có nhảy đây ăn pháo cũng đâu làm khí khô tao đâu quý. Nói về quýnh vậy thua tí phải rồi. Quýnh đi quá. Thôi hai. Lẽ là mấy cá những thua nữa mà thôi. Nguy hiểm quá vậy ta. Bây giờ mình làm bộ mình đi không thấy cái gì. Thôi đi. Ăn bớt chốc em đi ngang để em hỏi nữa. Không có chỉ đâu. Để ăn nó qua này. Dạ. Cái này ăn gì đó dễ. Đó cái này đó giờ ở dưới quê mày có học cờ gánh không? Lên thành phố biết chơi cờ gánh à? mày chơi cờ gánh vợ thấy gì ta giờ mà mày làm bộ mày đứng chạy mày làm bộ mày không thấy được luôn. Tao tiếng chốt à chứ ngựa tao ít tiếng lắm tánh tao kỳ. Mai là số mình dữ thôi, anh cứ nằm dưỡng pháo đầu hoài quýnh gì nữa. Nằm dưỡng pháo đầu hoài. Hai. Hai hai. Thôi còn 8 gián nữa, tranh thủ rồi giờ 16 phút anh gián 2 phút. Tao chết tao về đây nè biết không biết là ác cái ngựa hết từng đi nè nó mày chơi mày phải ác mày chết mẹ bữa nay rằm tháng giêng tao chết nó đây quanh gì đâu à nè mày coi nè đó đi đi đó xe đi đây không ngựa về đây bị ăn đi đây không được giờ hết con đi đó. Thấy không đó đây không bảnh mà không chạy ra cái tao móc để tao lụm con đó đây dù quýnh giờ chỉ thấy đẹp không anh tí quýnh chạy anh tí không chỉ mày hết trơn tao quýnh mà tình cảm tao chỉ luôn khó chịu rồi ta dựng chút trở lại đi đó tôi muốn cho luôn dựng chút đầu trở lại đi kể thông cảm luôn cho lùi không giờ mình cho giống như cờ ốc dương cho anh chốt đi lùi luôn cờ ốc chốt cũng đâu có được đi lùi bây giờ mình thông cảm mình chế thêm lỗ trà trà đi lùi luôn hay thấy không đừng lên nghe lên tôi bắt cái nhảy kẹt tôi kéo về chết á cứ nằm yên lên nhiều khi tôi ta tôi không bắt chứ giờ tôi quẹo xe ra thì ngựa là xí cẳng rồi nhưng mà này như này đây ui ồ để nó lụm rồi lụm rồi kẻ nổ chốt chừng nào tới báo người ta cha ơi đây thằng nguy hiểm quá vậy ta phải lại làm luôn chết tôi quá nói lên ăn chốt làm luôn sĩ đi để anh tưởng nó ăn không à luôn làm luôn để anh tưởng ăn giờ con chốt ra rồi mà lắc được á bây giờ ra xe chốt anh quýnh lại không tôi hỏi thiệt á biết rồi chưa chốt chết chốt chưa chết bắt được xuống nữa thấy đồ tới đó người ta bỏ chứ bệnh bệnh đâu á corona là tao biết không có thuốc hết thuốc chữa rồi ai vậy nó đỡ đâu tiền quá để nó đi để nó chút 10 vàng tính luôn mấy gián rồi hai còn 8 nữa 16 phút 16 phút giá 2 phút là nhà nước cho tôi 20 phút để ăn 10 gián 50 xu nhà nước nói rồi tới đây đây bếp tới đây thôi mình ăn đâu á anh quay gì mà nói tôi không ăn á
cả làm đây thôi ăn đủ, người ta đang quay máy vừa ăn người ta cười tao bể bụng vậy. Chiều à, trúng chiều tham quá nghe, biết trúng chiều rồi không dám chơi gì, trúng chiều hả, đủ tao đớp luôn đó đi. Dạ chú Việt cho ăn đi không à, đớp đi ai nắm cho đớp đâu đâu thoải mái quá à. Phải không? Nếu mà tôi chơi sĩ này đó, thay vì tôi chạy ra là cũng chết nhưng mà chạy luôn đúng không? Đó. Giống như bạn rồi té nữa. Quá là tôi nó có lỗ gì đâu. Có lỗ gì đâu. Mai lại sớm em. Con thua nữa vậy. 3. Cứ 2 phút, 2 phút anh Diễm đếm đều, 2 phút vàng nha. Rồi bỏ bạn. Đó, 20 phút mà nhà nước nó đưa chỉ tiêu là tôi ăn không đưa tới được bạn. Mỗi năm ra tới lại năm mình mình ra mình làm ra. Bảo mà. Không chút nó vô nữa mà. Cờ này đi xuống đó đây cũng thắng rồi. Chấp rồi ma. Chấp cái. Rồi khác rồi. Chấp mày chấp y vậy nè, tao chấp cho. Đó. Khánh nó hay hơn tao nữa, mày dám luôn. Để ma. Được. Khánh nó hay hơn tao. Chấp cái thôi. Ồ, ma. Ma. Nè, chơi tình cảm bỏ ngựa cho nè. Gia giữ được đâu mà bỏ. Cái gì tôi xích ngựa tôi chạy đây là thua, nhưng mà đúng mà tôi có kẹo lắm. Em ơi. Má. Ông đi được con gì rồi. Chốt thì không dám ăn qua, cái gì cũng không dám ăn. Bây giờ tao đi hoài chút biết không em. Hoặc tôi bình tượng chứ tôi không nè. Đu dính, dính ăn trơn. Rồi xuống đây tao bảo sạch thế tôi coi. Cái gì cũng đúng. Tôi mới không có đi. À, sợ bẫy quá.
cờ để bay các bạn. Gà. Ba phải không? Má kẹp ăn, ăn đây con kẹp ăn cũng được. Má ăn rồi đồ bạc. Anh về xe luôn, con xe khó lấy được, xe khó chốt. Anh về xe nào? Anh về đây, tao đứng này, tao ăn luôn này, nó quẩn mẹ. Tao bỏ chốt nè, có chốt. Quá trời. Sao chuyển nổi? Ba không. Mới có 6 phút ăn, ba không, còn 14 phút nữa. Nhưng mà nghỉ té lên chút vô. Nói chung là chùa tối này không có, chùa hôm kia có, hồi tối này không có. Tại vì nó quy định là nếu mà Trung Quốc muốn làm sẵn thì mình làm. Các bạn bản bản nè. 14.000 đúng rồi, cái này chắc bản bản nó vắng lại à. Ở đâu không vắng, chỗ nào? Giờ kinh doanh nó cái gì cũng vậy á. Tức là những chỗ đông, đám đông nó là vô tập trung rồi. Đúng không? Chợ nè, vô như là mấy đặt chiếu phim hay gì đâu, ai đi coi gì đâu. Ca nhạc kịch vậy thôi. Bây giờ biết một ca nhạc, biết một chiếu phim mà khỏi tiền. Anh sẽ làm cái đó. Nấc ta đi coi vậy. Cái này mà giá bán vậy à? Nó bán á, ngưng là hết rồi. Nói đi học không, không cho đi học luôn. Phải không? Nghỉ hết. Học. Bạn tôi độ qua ở 7-8 giờ tới 7 giờ chưa được đi. Giờ nằm trời chết. Cái gì? Ở 7 giờ độ qua nằm về đi bán qua lại chứ tay nè. Qua lại bình thường mà từ đưa con bị sốt thôi chứ thằng gì nó. Anh qua không được. Giờ đang đã vé rồi nhà vợ nữa đó là phải từ nó phải dài quãng đó là họ đóng đi vô. Cái gì? Thì nó mới về nó quay lên YouTube nó mới vừa về qua bình thường kìa. Nó mới vừa quay xong rồi, nó quay từ Việt Nam, nó về Mỹ, quay cho nó về.
Mình về bình thường. Thằng gì nó mới quay luôn, nó quay cái này còn chưa được dài. Cái này là nó quay luôn á, từ từ nó quay quá thành công công ha. Công kiểm tra nhiệt độ xong cái nó bay qua tới Mỹ luôn. Tới Mỹ cho tao luôn. Được cái năm về. Thằng từ 3 này đi. Chơi. Cả đám luôn chứ đâu phải chết. Bác sĩ dưới gia lượng rồi mới chết. Lâu rồi. Chết tay nữa không nội. Cái gì đâu mà chết của bảy tay mà. Bây giờ ta nên bắt cá cái chết của nó thôi. Nó chết lâu rồi mấy ngày rồi nhưng mà nó đang đang điều tra cái chết bữa nay 2-3 bữa gì rồi. Quốc anh lên khoảng 2:58 anh để ra đi. Hôm nay ngày 8 để ghi rõ ràng là không có vậy là mới chết hôm qua. Anh đọc báo gì vậy? Báo gì cho nó đâu bác sĩ ra đi để lại mọi người nè, vợ và con nhỏ nè. Bệnh viện Trung ương cũng hát cái này là bác sĩ từ ngày hôm qua là khoảng 2:58 1:58 giờ Hà Nội ngày 7 tháng 2 tức là mới chết hôm qua. Giờ Việt Nam mình nó là 1:61. Vậy mà anh nó là bác sĩ nè. 1:58 Anh là người đầu tiên phát hiện ra con này nè. Người đầu tiên phát hiện luôn. Mà nhiễm. Mà tự nhiễm luôn. Mà nhiễm chẳng phải chết. Chết luôn rồi. Cái là không có bất tỉnh. Mới các ba mấy tuổi mà này các bác sĩ khác tập trung vô. Bắt ảnh mời anh lên 8 lần công an mời lên 8 lần làm là tung tin đồn. Quay động là cái chỗ là tại sở bác sĩ mà đúng rồi. Cái này không có hút tiền, quan trọng gì đâu. Cái này là đúng rồi. Cái này là đâu có hút tiền. Cái này là đâu có hút tiền. Cái nhức mỏi nhưng mà làm mấy cái thấy khỏe là làm những đó đai. Cái này chắc là chụp xuống vậy. Má lại xuống chụp luôn. Có vaccine nữa rồi. Má chụp lấy cây ta. Có rồi. Không đơn giản như vậy. Lấy cây ông chụp đó tôi lên tôi cản được ông lấy gì? Cơ thể của anh. Thấy không? Tốt. Không có ăn uống không gì luôn mà. Mà đâu có đủ vaccine cho ông ngựa đó. Mình đứng sau xe bắn ngựa chạy vợ ở đâu đủ đâu đứng ở ngoài. Anh hiểu không? Giờ có luôn có đủ ta. Cũng làm biết rồi. Đau lưng nhức mỏi gì cũng làm. Phải không còn đau lưng nhức mỏi luôn à. Giúp đỡ tôi đi. Giúp ai cũng vậy giúp dùm tôi. Em nói lại ha. Tết cái này đau bác sĩ mà nó phát hiện ra đau từ con lên là không được hai ca tổng cộng nuôi cái ruột còn bị gian bán bị công an mời nếu mà cũng ăn không cũng nói tôi bệnh đi như vậy mà đi trước luôn hay nào vậy vậy để sẽ lại 5 ngày tôi đẩy ngựa cũng không dám ăn nữa ở đó mà ăn ăn cũng bắt chân xe liền nữa. À, vậy em này chạy luôn rồi. Mấy ta đừng đi nước này đi vậy là thôi mày ở ngoài mày tính nhảy vô vậy. Đúng rồi, chạy luôn rồi. Ông này là con xe đi lúc cho bắt nhảy con ngựa. Làm pháo bỏ nó nhảy bắt xe. Bắt xe tao về tao đây tao bắt bộ sao. Pháo tao đứng đây rồi nghe. Luôn họ đây đá luôn. Tao đi việc này ăn bỏ xe pháo. Xe xuống là mình chấp nhận. Đúng không? Cái này nha, đó là đăng ký một điếu hút điếu dắt lô tài. Một điếu hút điếu dắt lô tài. Điếu này là hút chắc ơi, còn kiếm thêm điếu dắt lô tài. Nhưng nào nữa anh chạy đúng mới quá, còn anh đứng yên thôi. Tôi chưa có quá. Về tới ngựa bên kia nữa. Ê, anh chạy ra không được. Mà anh chạy ra mình cũng ăn mấy con rồi. Không?
Thôi vô nhẹ ra. Được hay quá ha. Anh làm sao để mà hẹn chơi? Bây giờ cô không có thuốc tẩy, mình nói không có thuốc tẩy, nó nguy hiểm cỡ nào mình làm. Lên để chỗ lẻ, mình thấy mình chậm quá. Hạn chế, kéo lên chỗ lẻ. Giờ nó hạn chế, mình cắt ra được một tổ đen đó, rồi giữ vườn vệ sinh đó, rồi tránh tiếp xúc này đó kia đó, nó có cái cách gọi là phòng ngừa cho nó hạn chế. Kéo lên chỗ lẻ, nó chậm quá. Đúng rồi, trong qua cả cái chỗ. Thôi thôi đừng nhảy qua ngay xe cho chúng em không nổi. Tôi giấu là như anh nói là bệnh thì chết thì chỉ không đứng đó. Đâm đầu vô xe lửa nữa. Cái gì đó. Rồi 4, 6, 5, 5, 12 rồi. Là mới chết mình đó chứ. Sao đi rồi đang phát hiện nữa nghe. Không nói chứ chết mình. Bác sĩ là thông báo nhưng mà bị công an của Trung Quốc đó là bị làm nó lên luôn. Nấu nó là tuyên truyền tại Việt Nam mà có. Đúng. Người dân dễ bị nhẹ, ít bị nhẹ, nhanh ngang dân, đốt trong nhà hay gì đó. Chú thì có ai cấp chú được 2 tiên không? Đó, ý đó mà là Trung Quốc mà là nó chấp được. Đúng rồi, vui bên Trung Quốc chấp được hết. Cho bác xem cho có nhảy để ta cũng ăn luôn, ăn ở đây cũng còn khó lũ khổ. Cơ hội cho anh bắt hai xe. Sợ không? Không thấy tôi phải chỉ nữa đó. Chứ không có nào tốt nữa. Có ăn luôn đi chứ, không trả gì nữa. Không, nhiệt độ mà 4 độ cũng được phải không? Thì cắt nó xuống biển nó xong. Chạy trước chứ, đậu mấy người chạy em muốn làm tao chết rồi ốc. Đó, đó. Nè, muốn đâm cái gì đó đâm, giờ này tôi hết biết. Bỏ xe nữa còn lâu ngày quên rất lộn như chạy thôi nghỉ quên có đường ăn bốn bốn giang.